Hai thơ cụ bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn để chế một cái bản lề gấp nha cả nhà. Thì cái bản lề gấp này thì mình sẽ làm bằng từ sắt hộp nha. Ở đây là mình có sắt hộp là 30. Đây. 30. Đó, 30 nhân 30 nha cả nhà. Cái này là mình làm cái này là mình chế để làm ở gia đình, thì mình dùng một sắt hộp này nó dày đó, để mình khi mình làm một cái mà bản lề gấp cái kệ á, nó sẽ chắc chắn nha, không bị sẽ bị quằn. Thì ở đây là mình xài sắt cũng là 25 vuông, này là 25 vuông cũng một ly 2. Thì cái này mình xài mà từ một ly 2, từ một ly 4 tới một ly 2 đó. Thì mình chế đây là một bộ của nó là hai cái nha, để mình bắt được một cái kệ. Thì chiều dài này là mình đã cắt sẵn nha cả nhà, là 25, là một thanh 25 và một thanh 25 vuông này thì nó dài là 30 nha. Đó. Thì để mình sẽ làm cho cả nhà xem như thế nào. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn rồi, mình sẽ dùng là có một phụ kiện đó là ốc 6 ly nha cả nhà, ốc 6 ly. Rồi mình sẽ mời cả nhà xem mình làm như thế nào nha, để được một cái bộ bản lề gấp nha cả nhà.
được. Thank you.
Rồi, mình đã chế xong một bộ bản lề gấp nha cả nhà. Thì cái này mình bản lề gấp hay là mình kêu là ke gấp gì cũng được hết nha. Thì cái bộ này là nó rất thông minh nha. Thông minh với cái chỗ là thì ở đây mình chưa có lắp lên trên tường được. Thì mình quay cái này để chia sẻ cho cả nhà khi mình đã chế xong nha. Thì thông minh là tức nghĩa là khi mà mình mà muốn ship cái này lại á, thì nó có một cái gạt đây đó, thì cả nhà đó thì nó chạy xuống nha đó, nó chạy xuống như vậy rồi mình sẽ dỡ lên dỡ lên đấy thì tới cái chỗ này tự động nó phá lại đó. Đó, nó phá lại như vậy là không sụp xuống được nha. Khi mình làm một cái mình treo cái kệ á, mình bắt một kệ lên miếng dán thì nó không bao giờ nó sụp xuống. Đó. Thì mình bắt nó là phải hình thức như vậy nha. Đó. Đó. Miếng dán để trên, còn cái máy bên đây thì mình bắt cho trong tường. Để mình lợp miếng dán lên đây hoặc cái thành miếng gỗ á để mình để đồ á thì mình muốn cần thiết thì sụp lên sụp xuống nha. Thì mình cũng chia sẻ để cách thức làm thôi. Thì đây mình dùng cái hộp là 30 vuông, 30 vuông mình cắt thành chữ U nha. Đó, thì dạng như cái clip mình làm thực hành hồi nãy giờ đó. Ở đây là 25 vuông, để cho nó lọt cái bề trong này nè. Đây, nó lọt bề trong này. Mình cắt cái này không hết, để chỗ này đó nó chịu cho nó cứng nha. Thì hai cái miếng này thì mình dùng một cái miếng 1.4 ly này nè, mình cắt ra rồi đó là mình sử dụng lại này nha. Còn cái rãnh này, cái rãnh này là để nó sập xuống để nó móc vô trong cái này, nó không có đổi cái hộp mình ra. Còn đây là mình dùng cái này là hộp 20 vuông, để mình xẻ làm hai, làm cái lưỡi gà đó, một làm cái lưỡi gà. Ở trong này thì nó có một cái lò xo đó, mình uống một cái lò xo vô đây thì để mình làm một cái nhíp nữa nha. Để làm một cái nhíp đó, mình buông ra khi vô ra mình ship lại thì mình bóp vô đó, vậy là mình ship lại nè. Khi mình đẩy lên thì tự động nó gấp lại nha. Thì mình có một tay mình không có ấy được nha cả nhà. Đó, tự động nó sẽ nhảy vô đây, nó sẽ nhảy vô cái đó, cái ngàm đó. Nhảy vô cái ngàm này thì nó không có trở lại được nha. Đó, rất là chắc chắn. Thì mình cũng phải trừ hao nha cả nhà. Nếu mình nói nó như vậy là nó vuông, còn như vậy là nó không vuông thì mình đã trừ hao rồi. Rồi, video của mình đã chia sẻ về cách thức chế một cái bản lề gấp, là kêu ke gấp, là cũng nói luôn nha cả nhà. Rồi, mình hẹn lại cả nhà những clip tiếp theo nha. Rồi, ok. Bye bye.